Đồng hành cùng khóa học văn của Học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bước vào nội dung buổi học ngày hôm nay nhé. Nói về một bài văn nghị luận xã hội ở dạng đề tư tưởng thì chúng mình sẽ có bước 1. Bước 1 của chị thì nó cũng tương đồng với cả ý kiến đầu tiên của một số bạn nêu ra. Đó là việc mà chúng mình cần phải đọc đề này, phân tích đề và xác định được vấn đề cần nghị luận. Đúng không? Nhá, chúng mình cần đọc đề, phân tích đề. Để mà, xác định được vấn đề cần nghị luận. Đó. Thế thì ở đây cụ thể là dạng đề về tư tưởng đạo lý thì vấn đề nghị luận có thể được phát biểu một cách trực tiếp. Ví dụ là suy nghĩ của anh chị về lòng tốt, đúng không ạ? Hay là suy nghĩ của anh chị về lối sống linh hoạt, hòa hợp trong cuộc sống. Đó, thì đấy là vấn đề nghị luận được phát biểu một cách trực tiếp. Đúng không? Đúng không các em? Nhá. Thế nhưng mà cái vấn đề tư tưởng đạo lý này nó không chỉ nằm ở cái dạng là được phát biểu trực tiếp như vậy. Đôi khi nó lại được gửi tới chúng ta thông qua một cái món quà. Món quà ấy thì lại được bọc bởi một cái thứ giấy gói rất là đặc biệt. Nhiều khi thứ giấy gói đấy thì nó lại vô cùng sâu sắc. Đó là gì nhở? Đó có thể là một cái nhận định các em ạ. Nhá, có thể là một nhận định. Đồng ý chưa? Ok không nào? Có thể là một nhận định hoặc nó cũng có thể là một câu chuyện. Hoặc cái dạng đề nghị luận xã hội đang rất hot hiện nay ở trong các đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đó là dạng đề nghị luận xã hội từ một hình ảnh nữa. Đúng không các em? Đó, nhá. Chị chia ra làm hai cái dạng vấn đề nghị luận như vậy. Một là dạng đề vấn đề nghị luận mà được phát biểu một cách trực tiếp luôn. Chúng mình sẽ không cần phải đi qua một bước nào khác mà có thể dễ dàng xác định được luôn vấn đề nghị luận. Dạng thứ hai thì dạng nâng cao hơn một chút và sẽ cần chúng ta đến với vấn đề, cần phải bóc tách ra một chút nữa thì mới xác định được đúng vấn đề. Đó là dạng đề chứng minh nhận định này, hoặc là dạng đề nêu ra suy nghĩ từ một câu chuyện này, hoặc là dạng đề nêu ra suy nghĩ từ một hình ảnh này. Đồng ý không? Nhá, đó. Thế thì cái dạng mà nhận định câu chuyện hình ảnh này, chị gọi là dạng mở rộng, nâng cao hơn một chút. Thì chị em mình sẽ cùng nói chuyện với nhau trong buổi học tới đây, buổi học chủ nhật tới đây, sau khi mà chúng ta tìm hiểu xong về dạng hiện tượng đời sống các bạn nhá. Còn hôm nay thì chị sẽ tập trung chủ yếu ở cái dạng đề này. Đồng ý không nào? Đấy, xác định luôn từ đầu như vậy nhá. Để nếu như mà các em có những cái băn khoăn thắc mắc về dạng đề này, các bạn có thể ghi lại những băn khoăn ấy, sau đó hỏi chị sau khi buổi học này kết thúc này, hoặc là đến buổi học tiếp theo thì cùng trao đổi với chị nha. Hiểu ấy chị không? Đấy, bởi vì là nghị luận xã hội rộng lớn vô cùng, rồi là về tư tưởng đạo lý thì nó cũng vẫn rất là rộng lớn. Nên nếu như mà không giới hạn ngay từ đầu thì buổi học của chúng mình sẽ kiểu như là bơi giữa đại dương ấy, mà không tìm được cái la bàn, không tìm được cái hướng đi nào để mình có thể hoàn thiện được nó một cách trọn vẹn nha. Đồng ý không? Nên là hôm nay chị em mình sẽ cùng nói chuyện với nhau, cùng trao đổi với nhau về dạng đề nghị luận xã hội, tư tưởng đạo lý được phát biểu một cách trực tiếp trong đề bài luôn. Vậy bước đầu tiên thì bước này phải nói là quá đơn giản nhở? Chắc là chỉ tốn đến 2 phút là cùng. Thứ nhất là các bạn sẽ đọc cho chị cái đề bài đó. Thứ hai là các em có thể dùng bút chúng mình gạch chân vào trong đề bài cái vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi này. Đồng ý không? Nhá. Mà đã là bài văn ý thì sẽ là tất cả các khía cạnh của một vấn đề. Chứ đề bài ít khi giới hạn cho chúng ta một khía cạnh cụ thể lắm. Ít khi giới hạn là ý nghĩa của lòng tốt, đúng không? Mà sẽ hỏi chúng ta một cách chung, nói chung đó là lòng tốt thôi, nêu suy nghĩ về lòng tốt thôi. Đấy, ví dụ như vậy nhá. Rồi, đấy là bước đầu tiên. Bước này thì ai cũng có thể thực hiện được, nhưng nhiều người bỏ qua. Đồng ý không ạ? Nhiều người bỏ qua bởi vì là nó đơn giản quá đi và nó dễ dàng quá đi, nên là nhiều khi chúng mình bỏ qua mất bước này. Nhưng chị vẫn khuyên chúng mình là không nên bỏ qua đâu nhá.
Nó đơn giản mà, thế thì tội gì chúng mình không làm? Trong khi chỉ cần làm một bước này thì mỗi khi mà chúng mình đang suy nghĩ, mỗi khi mà chúng mình đang định hướng, đang viết, các bạn nhìn vào trong đề thôi là chúng mình một lần nữa được nhắc nhở lại cái vấn đề cần phải tập trung ở đây là gì? Để kịp thời kéo chúng mình quay trở lại với vấn đề chính, để kịp thời kéo chúng ta đừng sa ngã vào những cái vấn đề khác nhá. Ok chưa? Đấy, nên là cái bước này đơn giản nhưng mà cũng không kém phần quan trọng đâu. Đấy là bước đầu tiên nhá. Và chị cũng đã thấy là có một số bạn lúc nãy góp ý với chị là đã có bước này rồi, rất là tốt, tiếp tục phát huy nha. Còn bạn nào mà chưa có cái bước này ở trong các cái thứ tự làm bài của mình ấy thì nhớ thêm vào cho chị và đặt nó lên đầu tiên luôn, ưu tiên nó đầu tiên luôn nhá. Rồi, đấy là bước đầu tiên. Tiếp tục này, bước thứ hai các bạn ơi. Bước hai ở đây thì chị sẽ gọi là cái bước mà chúng ta ai cũng biết là nó quan trọng nhưng gần như không ai làm, đúng không ạ? Đó là bước lập ý. Nói một cách lý thuyết nhé, thì lập ý là sẽ giúp cho các bạn xác định được cái khung sườn của bài văn. Sau đó thì trong quá trình làm bài thì mình cứ triển khai cái khung sườn ấy thôi. Lập ý thì sẽ giúp cho các bạn tránh khỏi những cái lỗi như thế này. Thứ nhất là thiếu ý, trùng lập ý. Thứ hai là giúp cho chúng ta diễn đạt một cách rõ ràng, mạch lạc, giúp cho bài văn được chặt chẽ. Thứ ba là cũng giúp cho chúng ta có thể căn chỉnh thời gian được, có thể chủ động định lượng được thời gian. Kiểu như là khi mà đang viết đến giữa thân bài, nhìn lên thời gian còn một ít, mình biết được là mình còn bao nhiêu ý nữa phải viết, cân đo đong đếm làm sao để mà viết cho nó kịp. Đúng không? Đấy, xét về mặt lý thuyết là như vậy. Ai cũng biết như thế, chắc là chị cũng không cần phải nói nhiều cho chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng mình vẫn hay bỏ qua cái bước này? Có lẽ bởi vì là nó sẽ hơi tốn thời gian, và cũng là bởi vì khi mà đi thi, chúng mình chịu cái áp lực của thời gian này. Chúng mình mong muốn là có thể viết luôn, viết ngay và luôn. Chúng mình luôn luôn bị hối thúc, tự chúng mình hối thúc chúng mình, đúng không ạ? Và bởi vì là không thường xuyên làm cái bước này, thế nên rằng là khi đi thi, mình sẽ chỉ nghĩ đến nó thôi, chúng mình sẽ không thực hiện nó. Đúng không? Nếu như hỏi là bây giờ em hãy nêu các bước làm một bài văn nghị luận xã hội dạng đề tư tưởng đạo lý, có thể các em có thể trả lời vanh vách cho chị. Bước 1, phân tích đề, xác định vấn đề nghị luận. Bước 2, lập ý. Bước 3, viết bài. Bước 4, kiểm tra bài. Đúng không? Rồi, chị biết mà, các em thông thái lắm chứ. Đó, nhưng mà chị thì lại quan tâm nhiều hơn về cái tính thực tế và thực hành của các bạn. Thế thì về cái bước lập ý này nha, bây giờ thì chị sẽ cùng chỉ ra những cái lý do khiến cho chúng ta không làm cái bước này. Còn nếu như để hỏi chị là bước này nó có thực sự cần thiết không, thì chị trả lời với các bạn là có, nó rất cần thiết nha. Đồng ý không ạ? Đó, bên cạnh những cái tác dụng như chị vừa mới nêu với các bạn về mặt lý thuyết ý, thì cái bước lập ý này sẽ là cứu tinh cho những bạn nào mà chúng mình viết nghị luận xã hội không tốt. Đồng ý không? Nhá, bước này sẽ là cứu tinh để giúp cho cái bài nghị luận của xã hội của các bạn trước tiên là nó đúng, nó đủ. Thứ hai là sẽ giúp cho các em có thể chủ động tìm tòi ra cái khía cạnh để chúng mình đi sâu được. Đó, thế nên rằng bước này rất cần thiết. Nhưng nó không hay được thực hiện khi mà chúng mình đi thi bởi vì những lý do như sau. Lý do thứ nhất, tốn thời gian. Lý do thứ hai là chúng mình không biết làm như thế nào để tối ưu cái bước này. Đấy là hai lý do chính nhá. Đồng ý không ạ? Thì bây giờ đi xử lý từng lý do một này. Lý do trước tiên là nó tốn thời gian. Thì chị nghĩ là không phải nó tốn thời gian khi chúng mình viết ra đâu, mà nó tốn thời gian khi chúng mình nghĩ. Đúng không ạ? Nó tốn thời gian bởi vì chúng mình phải nghĩ, nghĩ là phải viết những cái gì vào đây bây giờ, nghĩ là phải lập một cái dàn ý như thế nào bây giờ. Đó, tốn thời gian chủ yếu là cái khâu chúng mình nghĩ mà, chứ không phải là cái khâu chúng mình viết. Bởi vì chúng mình viết vào nháp, không ai bắt chúng mình phải viết thật đẹp, thật nắn nót, thật sinh động, thật hoa lá cành. Nên là các bạn viết gì chả được, các bạn viết viết tắt cũng được, miễn sao là các em hiểu là được. Đúng không? Đấy, các bạn khoanh tròn, gạch chân rồi, đủ thứ kiểu, cũng chẳng làm sao cả. Nên là cái việc tốn thời gian là nó xuất phát từ việc các em phải nghĩ. Thế lúc mà chúng mình viết bài luôn thì chúng mình cũng phải nghĩ mà. Đằng nào cũng phải nghĩ, đúng không ạ? Vậy nên là bây giờ chúng mình sẽ chỉ cần hiểu rằng là đằng nào chúng mình cũng phải nghĩ. Vậy bây giờ chỉ cần thêm một cái bước nhỏ xíu xíu thôi, chỉ tốn khoảng độ từ 3 đến 5 phút thôi
là chúng mình phát thảo nhanh những cái ý nghĩ đấy ra trước khi mình viết cụ thể. Đúng không ạ? Thì đột nhiên chúng mình lại thấy bước này nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. À, đúng chưa? Bởi vì nghĩ là cái thao tác mà không ai có thể không làm. Để chúng mình viết được, để mà viết được thì chúng mình phải nghĩ ra được, phải có ý tưởng. Đúng không? Nên thực chất cái bước lập ý này chỉ là bước chúng mình phát họa lại ý tưởng trong đầu của chúng ta thôi. Đồng ý chưa ạ? Nhá. Đấy, đồng ý không? Bước lập ý này là chúng mình phát thảo lại ý tưởng ở trong đầu. Mà cái ý nghĩ này thì lúc nào chúng mình cũng phải nghĩ rồi, chứ không thể ai có thể giống như những chiếc máy, giống như những cỗ máy ngồi viết bài mà không cần nghĩ được. Đúng không? Đấy, nên là việc phát thảo này nó nhanh chóng thôi, nó không có gì là khó khăn hay là mất nhiều thời gian cả. Xử lý xong cái vấn đề thứ nhất nhá. Thực chất lập ý không tốn thời gian như các em nghĩ đâu. Thứ hai này, là lý do thứ hai đến từ việc là chúng mình chưa làm đúng, chưa biết cách làm đúng và tối ưu hóa cái bước này. Đúng không ạ? Nhá, nó sẽ là những cái trường hợp mà các bạn viết những cái dàn ý rất là dài này. Thứ hai là chúng mình cố để nghĩ ra cho được một cái từ để điền vào cái dàn ý, trong khi thứ mà chúng mình cần phải nghĩ nó là ý tưởng thôi. Đồng ý không ạ? Còn lúc mà chúng mình đăm chiêu nhiều, chúng mình cần phải vắt óc suy nghĩ thì lại là lúc mà chúng mình viết bài chứ, không phải là lúc mà chúng mình nghĩ cái dàn ý này đâu. Đúng không ạ? Nhá, chúng mình không cần phải tốn thời gian để đặt tên cho cái luận điểm ở trong dàn ý đâu. Hiểu ý chị chưa? Đấy, nên là cách để chúng mình tối ưu hóa cái bước này là gì ạ? Là chúng mình chỉ cần ghi lại theo từ khóa thôi. Nhá, nhưng có một cái điều mà các bạn cần phải tuân thủ đúng khi lập ý này. Đó là trình tự và các cái cấp độ ý. Đồng ý không ạ? Các em hoàn toàn có thể viết dưới dạng sơ đồ tư duy cũng được luôn. Đấy, hoặc là chúng mình có thể gạch đầu dòng cũng được luôn. Nhưng phải thể hiện rõ được cái trình tự các luận điểm các em sẽ viết. Đâu là luận điểm viết trước, đâu là luận điểm viết sau, đâu là ý lớn, đâu là ý nhỏ. Đồng ý với chị không? Thì lập ý nó mới có tác dụng. Thì mới nó mới phát huy được những cái tác dụng như chị nêu. Chứ nếu không thì lập ý nó sẽ phản tác dụng ngay. Nó sẽ khiến cho các em vừa mất thời gian, vừa khiến cho cái dòng suy nghĩ của mình trở nên rối ren, trở nên lúng túng, trở nên lủng củng ngay. Đúng không? Bây giờ các em cứ nghĩ ra cái gì chúng mình viết ngay vào trong nháp mà không có cái thao tác là sắp xếp lại hệ thống ý ấy, thì các bạn càng nhìn vào tờ nháp các bạn lại càng bị rối. Các bạn lại viết ý này nhưng mà trong đầu mình lại cứ bị hối thúc, lại bị hồi hộp là à còn cái ý sau nữa đây này. Nhớ là tí nữa phải viết cái ý này đây này. Đấy, nhưng thay vào đó các em viết một cái trình tự ý đầy đủ ra, biết được là đầu tiên mình viết cái này, sau đó mình viết ý này, rồi cuối cùng mình viết ý này, thì cứ như thế mà triển khai thôi. Thì viết chúng ta hoàn toàn có thể viết đến đâu tập trung vào đến đấy, chứ không cần phải vừa viết ý một mà lại phải lo toan rằng là ý tiếp theo là mình viết cái gì. Đúng chưa? Nhá, đấy, thế nên rằng là lưu ý cho chị về ba cái điều này khi chúng mình lập ý nha. Chị lấy ví dụ này, cái bước lập ý này nó sẽ phát huy tối đa tác dụng khi mà các em có thể thiết lập được một cái sơ đồ ý nghĩ liên quan đến một vấn đề nghị luận xã hội, tư tưởng đạo lý như sau nhá. Và bây giờ chúng mình nhớ lại hôm trước chị hướng dẫn các bạn về cấu tạo, cấu trúc của một bài văn nghị luận xã hội dạng đề về tư tưởng đạo lý, đúng không ạ? Các em còn nhớ cấu trúc của một bài văn nghị luận xã hội không? Nào, ở đó ấy, thì chúng mình sẽ có 3 phần chính là mở thân kết thì ai cũng biết rồi. Đúng chưa ạ? Nhá, mở thân kết thì ai cũng biết rồi. Ví dụ bây giờ các bạn trong dàn ý, khi mà chúng mình lập ý, chúng mình đột nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng hay ho để viết cho phần mở bài, thì các bạn có thể viết ở đây, mở bài. Chúng mình ghi ra cái từ khóa, ví dụ như là các em nghĩ ra một cái câu chuyện nào đấy thì các bạn chỉ cần ghi lại tên của câu chuyện ấy hoặc là ghi lại cái nội dung chính của câu chuyện ấy mà chúng mình sợ rằng chúng mình sẽ quên ý, thì chúng mình ghi lại luôn. Đồng ý không? Nhá, đấy, còn nếu như mà phần mở bài chúng mình không cần phải ghi lại, kiểu như đặt bút là viết được luôn, thì chúng mình cũng không cần phải ghi vào trong dàn ý làm gì cả. Nhá, đây, dàn ý thì cái quan trọng nhất là cái phần thân bài. Đúng không ạ? Cái phần thân ý, hệ thống ý của chúng mình. Thì cho một cái vấn đề về tư tưởng đạo lý ấy, thì chúng mình cần đảm bảo những cái ý như thế nào nhỉ? À, trước tiên là chúng mình sẽ cần phải giải thích.
Đúng không? Giải thích hoặc là khẳng định vấn đề này. Thứ hai là chúng mình sẽ đi phân tích bàn luận. Sẽ bao gồm là biểu hiện này, rồi ý nghĩa, vai trò, đúng không? Đó, ok chưa? Rồi, trong này chúng mình nghĩ ra những cái dẫn chứng nào tương ứng. Ví dụ phần biểu hiện này chúng mình nghĩ ra một cái dẫn chứng, thì chúng mình ghi ra cái dẫn chứng ấy. Chỉ cần tên nhân vật thôi là đủ nhá. Không cần phải ghi chi tiết. Lúc nào vào làm bài thì chúng mình ghi chi tiết sau. Đồng ý không? Đấy, ở đây chỉ cần ghi ra để chúng mình không bị quên thôi mà. Nhìn vào là biết là à mình sẽ viết cái gì. Thế thôi, ok chưa? Nhá, còn bạn nào mà chúng mình làm chủ hơn nữa, hoặc à bạn nào mà chúng mình sẽ cần phải từng bước tuần tự hơn nữa, thì các em có thể ghi nhanh ra đây những cái từ khóa về mặt biểu hiện. Ví dụ nhá, bất cứ một vấn đề tư tưởng đạo lý nào ấy, thì nó cũng được biểu hiện ở mặt suy nghĩ. Và thứ hai là hành động. Đồng ý không? Nhá, ví dụ như là lòng tốt thì nó được biểu hiện ngay từ trong suy nghĩ của con người. Đó là cái à, đó là cái sự rung động, đó là cái sự cảm thông trước hoàn cảnh của người khác, đó là cái mong muốn tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc. Đấy chính là biểu hiện của lòng tốt ở trong suy nghĩ. Đúng chưa? Và từ những suy nghĩ như vậy thì lòng tốt được biểu hiện ra bằng những hành động cụ thể. Đó có thể là những cái khóe môi mỉm cười khi mà bắt gặp những cái người lạ lẫm, nhưng tỏ ra một cái sự thân thiện, thì chúng ta hoàn toàn có thể biểu hiện cái lòng tốt của mình bằng một gương mặt thân thiện này, bằng một nụ cười thân thiện này. Rồi gì nữa nhở? Lòng tốt còn được biểu hiện bởi những hành động như là giúp đỡ, chia sẻ với nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Đồng ý không? Sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cả về vật chất hay cả về tinh thần đối với những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là biểu hiện của lòng tốt. Vân vân, đúng không? Thì khi mà các bạn vạch ra như vậy, các em sẽ có được cái hướng suy nghĩ nó rạch ròi hơn. Nó sẽ không bị sợ là, à chúng mình sẽ không bị sợ là thiếu ý hay là bị lủng củng nha. Đồng ý không? Chị biết là cái bước viết về biểu hiện và ý nghĩa này này là các bạn sẽ hay bị lúng túng. Nó là bước mà chiếm nhiều dung lượng nhất ở trong bài viết của chúng ta. Và thậm chí thì cũng có nhiều bạn thấy rằng đây là những ý quan trọng nhất. Đó, nên ngay từ bước lập ý, nếu có thể thì các bạn sẽ viết luôn ra cho chị những cái ý tưởng mà các em định viết ở đây. Còn đó là những ý tưởng nào, một lát nữa nhá, đến với cái phần viết cụ thể thì chị sẽ hướng dẫn chúng ta. Đồng ý không ạ? Ok chưa? Đấy, đấy là về phần phân tích bàn luận này. Sau đó, phần chứng minh thì chúng mình sẽ ghi ra dẫn chứng và nêu luôn vị trí của dẫn chứng ấy nhá. Nhớ chị này, các bạn định đưa dẫn chứng vào đâu, các bạn viết luôn vào cái vị trí đó. Nhớ chưa? Để chúng mình không bị quên. Tránh cái trường hợp là phân tích xong hết rồi, bàn luận xong hết rồi, mới chợt nhớ ra là thôi chết rồi, chưa có dẫn chứng. Thế là cố nhét dẫn chứng vào, khiến cho nó bị khiên cưỡng, khiến cho bài viết của chúng ta vốn dĩ rất chặt chẽ mà nay lại trở nên rất lỏng lẻo và lủng củng. Nhớ chưa? Đấy, rồi sau đó thì chúng mình sẽ có phần mở rộng này. Phần mở rộng này thì có thể là phê phán hoặc nhìn nhận cái vấn đề này từ một góc độ khác. Đồng ý chưa? Nhá, sau đó thì chúng mình sẽ có phần bài học và liên hệ bản thân. Đấy, đồng ý không? Và cuối cùng là chúng mình có phần kết bài thôi. Thế thì nhìn vào đây nhá, nhìn vào đây này, là chúng mình hình dung khi mà đi thi chúng mình cũng có thể lập nhanh một cái dàn ý theo cấu trúc như thế này. Tất nhiên là các em không cần là phải vẽ sơ đồ như chị, các bạn cũng có thể chỉ cần là gạch đầu dòng rồi những dấu cộng đầu dòng thôi. Nhưng cái mà chị muốn lưu ý các bạn ở đây ý, là các em nhìn vào các bạn biết đâu là ý lớn, đâu là ý nhỏ. Đồng ý chưa? Đâu là ý trước, đâu là ý sau. Đấy, thì để chúng mình hoàn toàn yên tâm trong quá trình viết. Cái này nói sẽ hơi xa vời một chút, nhưng thú thật đi, có phải là lúc mà chúng mình đi thi nhá, ít nhiều các bạn đã từng rơi vào cái tình trạng là viết ý trước, nhưng mà trong tâm trí ấy, là cũng đã lo lắng cho ý sau rồi. Viết câu trước là đã bắt đầu phải sợ rằng những câu sau mình viết cái gì rồi. Đúng không? Rồi thậm chí là đang viết câu trước, chợt nghĩ ra ý của câu sau, thế là lại phải ghi vào nhá. Rồi bị đứt mạch luôn. Đó. Đó, những cái tình trạng đấy diễn ra là bởi vì chúng mình không có một cái dàn ý để mà triển khai theo. Nên là viết đến đâu biết đến đấy thôi. Đúng không ạ? Hay là nhá, chúng mình có thể đã từng rơi vào cái tình trạng là gì? Viết đến một nửa bài rồi,
Bây giờ thầy cô thông báo còn 10 phút nữa, còn 15 phút nữa các em hết giờ nhá. Và 15 phút đấy chúng mình cũng vẫn chỉ biết là ôi còn ít thế, còn có 15 phút thôi, biết nhanh 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 lên nào. Nhưng cũng không biết là làm như thế nào để nhanh. Đúng không ạ? Trong khi đó, nếu như chúng mình có một cái làm dàn ý như thế này thì chúng mình sẽ biết là à 15 phút nữa là ta cần phải xử lý ít nhất là hai cái ý lớn này. Đồng ý chưa? Thế thì mình sẽ cố gắng nhanh chóng kết thúc cái ý này để mình có thể viết nhanh hai ý này trong vòng 15 phút, sau đó còn phải viết kết bài nữa. Đúng không? Đấy, 15 phút cân đối cho hai ý trong thân bài và một phần kết bài, thì hai ý này viết trong 10 phút, kết bài viết trong 5 phút vẫn đủ thời gian. Đồng ý không ạ? Nhá. Đó, chứ tránh cái tình trạng là chúng mình biết là gấp rồi nhưng không biết là phải viết những cái gì. Đúng chưa? Đó, sợ nhất là như thế đấy. Nên là cái phần lập ý này các bạn có thấy là nó quan trọng chưa? Quan trọng mà. Nhờ, quan trọng mà. Và chúng mình làm như thế nào để rèn luyện? Làm như thế nào để cụ thể hóa ra cái tầm quan trọng của nó? Để mà thực hiện được thì trước tiên là ngay từ những cái đề bài hàng ngày chúng mình làm nhá. Kể cả là viết đoạn hay viết bài thì các bạn cũng nên có cái bước lập ý này giúp cho chị nha. Đồng ý chưa? Kể cả là chúng mình có nhiều thời gian hay có ít thời gian thì cứ phải làm đã. Chứ nếu chúng mình không làm ý, thì cái dàn ý này nó vẫn là của chị thôi, là của những bạn khác đã làm thôi, còn nó không phải là của các em. Đồng ý không ạ? Nhá. Nên là bây giờ ngay từ những cái đề bài chúng mình làm hàng ngày, các bạn có thể là chủ động sưu tầm đề bài, hoặc là những bài tập về nhà ở trên lớp, bài tập ở trong khóa học, những bài tập thực chiến. Các em cứ làm cái bước này đi cho chị. Có thể lúc đầu chúng mình mất nhiều thời gian, không sao, cái đấy là một điều đương nhiên thôi, bởi chúng mình chưa quen. Nhưng mà khi chúng mình làm quen rồi thì mới có thể biến cái lúc chúng ta đi thi trở thành cái lúc mà chúng mình chủ yếu là trình diễn, chứ không phải là lúc chúng mình chuẩn bị nữa. Đúng không ạ? Nhá. Chị thấy là cái cuộc thi, những cuộc thi liên quan đến việc viết văn ấy, nó cũng có cái điểm tương đồng với những cuộc thi liên quan đến trình diễn nghệ thuật. Bởi vì đó là kết quả của cả một quá trình chúng mình chuẩn bị rất là nhiều, và cái kỹ năng xử lý tình huống khi chúng mình gặp phải nữa. Đúng không? Nên là nếu như mà bạn nào mà chúng mình đảo lộn cái hai cái quá trình đấy, biến cái lúc chúng mình trình diễn lại là lúc mà chúng mình chuẩn bị ấy, thì chắc chắn là chúng mình sẽ không thể đạt được thành công rồi. Đúng không? Nhá. Nên bây giờ có thời gian thì phải chuẩn bị thật tốt để lúc đi thi chúng mình có thể trình diễn tốt. Khi mà có cơ hội, khi mà có thể có một bài thuyết trình này, có thể có một bài tranh luận với cả các bạn ở trên lớp, chúng mình có thể thể hiện tốt. Đó, chứ không phải ai có thể sau một đêm là một bước hóa rồng đâu. Đúng không ạ? Nhá, là cá chép hóa rồng ngay lập tức sau một đêm thì có lẽ cả đêm đó thì chúng mình chắc là cật lực lắm luôn. Mà tội gì, chúng mình vẫn còn thời gian, đúng không ạ? Vẫn còn thời gian, vẫn đang tham gia trong khóa học này. Nên là những bước nào mà các chị nhấn mạnh là nên luyện tập ý, thì các bạn nên nghiêm túc xác định và luyện tập luôn. Còn luyện tập như thế nào? Tiếp tục, bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn. Chứ làm sao mà bảo các bạn làm xong rồi không hướng dẫn kỹ thì ai biết làm như nào, đúng không? Rồi, bây giờ nhá, trước tiên là chốt lại cái bước thứ hai của chúng mình là hoàn thành được cho chị một cái phần dàn ý sơ lược cũng được vào trong nháp, đồng ý không? Sau đó đến bước thứ ba này, là bước mà chúng mình sẽ viết bài hoàn chỉnh. Bước này thì chúng ta cần phải lưu ý một chút về mặt dung lượng. Nghĩa là chúng mình sẽ viết cái bài này trong cái độ dài là bao nhiêu. Thì chúng mình trước tiên là sẽ phải xác định từ trong đề bài nhá. Xem là đề bài có giới hạn cho chúng ta không? Đồng ý không? Còn nếu như mà đề bài không giới hạn ý, thì chị nghĩ là chúng mình sẽ cần phải cân đối tùy theo thời gian nữa. Hiểu không ạ? Bởi vì là có thể là chúng mình sẽ được giao viết một cái bài nghị luận xã hội trong vòng 60 phút thì thời gian nó sẽ, thì dung lượng của bài đó chắc chắn là sẽ dài hơn nếu như chúng mình viết trong 45 phút rồi. Đúng không? Hay là viết một bài nghị luận xã hội trong vòng 90 phút thì chắc chắn là nó sẽ dài hơn đối với một bài viết trong vòng 45 phút rồi. Đó, nên là dung lượng của một bài văn nghị luận xã hội thì nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là đề bài có yêu cầu hay không, thứ hai là thời gian, cái quỹ thời gian mà chúng mình có nhá. Ok không nào? Thế thì ở đây chị thấy là hầu như là dạng đề mà đề bài giới hạn luôn cho chúng ta. Kể cả là đề học sinh giỏi, đề bài cũng giới hạn luôn. Đúng không ạ? Nhá. Ví dụ như chị thấy là phổ biến là cái dung lượng dao động từ 1
đến 1,5 trang. Viết bài văn thì người ta sẽ giới hạn theo đơn vị trang rồi. Chữ ít khi giới hạn theo đơn vị chữ đó. Đúng không ạ? Nếu mà chữ thì sẽ khoảng độ là 400 đến 600 chữ, nhưng mà nó cũng sẽ hơi khó. Nên là chủ yếu người ta giới hạn theo số trang, đúng không? Còn chị thấy là gần như không bao giờ có cái giới hạn theo số dòng đâu khi mà đi thi. Đó, chủ yếu nếu như mà giới hạn theo số dòng ấy thì là chỉ có trong những cái câu hỏi cụ thể, câu hỏi kiểu câu hỏi đọc hiểu thôi. Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng kiểu đấy thôi, đúng không ạ? Còn đây là nghị luận xã hội rồi nên là ít khi người ta giới hạn theo số dòng lắm. Và với dạng đề viết bài văn thì chủ yếu là giới hạn theo số trang. Đó, và cái tầm 1,5 trang này này thì nó cũng là một cái dung lượng phù hợp nếu như mà chúng mình viết trong vòng từ 30 đến 45 phút. Ok chưa ạ? Nhá, đấy, để các bạn có thể cân đối được. Vậy thì nếu như mà đề bài cho 60 phút mà chúng mình không bị giới hạn theo như đề bài, đúng không ạ? Chúng mình đề bài không ghi rõ số trang mà chúng mình chỉ cần được giới hạn trong 60 phút thì các em có thể viết một bài khoảng 2 trang, 2 trang rưỡi. Đồng ý không? Đấy nhá. Thì nói chung là cái dung lượng này là chúng mình hoàn toàn phụ thuộc vào các cái yếu tố khách quan. Chủ yếu chúng mình sẽ không định đoạt một cách chủ quan được đâu, đúng không? Đấy là về dung lượng nhá, khi mà viết bài. Và cái thứ hai, khi mà viết bài thì nhớ nha các bạn ơi, bám sát theo dàn ý. Nhớ chưa ạ? Chúng mình cần là cần phải bám sát theo dàn ý. Rồi, để cho cái phần này nó được phát huy tác dụng. Chứ đừng lập dàn ý xong rồi bỏ sang một bên, coi như là có cái để mang về khoe với chị. Sau rồi lập dàn ý một đằng, viết một nẻo thì chị không hề hoan nghênh nha. Tất nhiên là khi chúng mình lập dàn ý xong, đến lúc mà chúng mình viết lại nghĩ ra thêm những cái ý tưởng mới ấy, thì thay vì việc là chúng mình xa rời hoàn toàn với cái dàn ý cũ thì các bạn nên biến đổi cái dàn ý cũ theo cái ý tưởng mới đấy của mình. Ví dụ, khi mình viết, mình chợt nghĩ ra trong cái phần biểu hiện này có một số những cái biểu hiện mới này, thì chúng mình xem là nó có nằm trong những ý mình đã nghĩ hay không. Nếu không nằm trong thì ta coi như đấy là một ý mới để ta bổ sung vào. Đồng ý không ạ? Còn nếu như mà nó nằm trong những ý mà mình đã triển khai ấy, thì các bạn nên khéo léo đưa vào để cho bài văn của mình nó được chặt chẽ nha. Đồng ý không? Đấy, ok chưa? Nhá, hoặc là khi mà mình viết, đột nhiên mình nghĩ ra một vài cái nhận định nào đấy, một vài cái hình ảnh nào đó hay ho, thì hãy nhớ là viết cái nhận định đó, ghi cái hình ảnh đó vào cái vị trí phù hợp trong dàn ý này, để chúng mình không bị quên, để chúng mình có thể viết nó ở một vị trí đắc địa nhất, và để chúng mình có thể tận dụng tối đa những sự sáng tạo của chúng ta nhá. Ok không? Đấy, chứ nếu không là chúng mình lập dàn ý xong, nó rất là sơ lược thôi, xong rồi đến lúc mình viết mình nghĩ ra nhiều ơi là nhiều, nhưng mà đang viết mở bài thì mình nghĩ đến kết bài rồi, mình lại không viết vào trong dàn ý, mình lại cứ để nó ở trong đầu và cứ phải nhắc đi nhắc lại. Đang viết thân bài, nhớ nha, lát nữa là phải viết kết bài như này nhá. Đấy, viết đến một nửa thân bài rồi, ôi chứ rồi nhớ nhá, tí nữa là phải viết kết bài như này nhá. Phải nói là trong đầu óc của chúng ta như là một cái trận chiến vậy nhá. Đấy, đi thi đã đủ căng thẳng rồi, đừng để cho những ý nghĩ nó cũng đánh nhau ở trong đầu. Thế thì chúng mình cứ viết nó ra và ghi nó vào trong dàn ý, để nó một cái vị trí phù hợp. Rồi xong đó, trong quá trình mình viết cụ thể, mình cứ thế triển khai thôi, rất là bình tĩnh, đúng không ạ? Nhá, đấy là bước viết bài. Và bước này thì tất nhiên là quan trọng nhất rồi nhá, bước này là bước quan trọng nhất rồi các bạn ạ. Bởi không những chúng mình phải nghĩ nhanh, viết nhanh, mà chúng mình còn phải viết hay nữa, bằng cách diễn đạt này, rồi cũng phải là cẩn thận trong câu chữ, trình bày sạch sẽ. Và đây sẽ là cái sản phẩm mà chúng mình gửi đến thầy cô, gửi đến người chấm, gửi đến người đọc. Chứ người đọc sẽ không ai biết là em đã lập ý như thế nào, cũng không ai biết là em đã kiểm tra lại bài ra sao, không có ai biết tất cả những cái bước đằng sau đó. Chỉ có duy nhất bước này là bước mà chúng mình đem sản phẩm để đến với cả người đọc thôi. Nên tất cả những gì tập trung nhất, cẩn thận nhất, đầu tư nhất là các bạn tập trung vào bước này cho chị. Nếu như cái bước 1 và bước 2, bước phân tích đề và bước lập ý cộng vào chúng mình mất khoảng 5 phút, thì bước này là bước mà tốn nhiều thời gian nhất này. Và cũng tập trung tối đa thời gian vào bước này cho chị nhá.
Đồng ý không ạ? Đó, nhưng mà mặc dù có tập trung thì cũng nên để lại cho chị khoảng độ 2 phút cuối nha. Để chúng mình làm cho chị cái bước 4 này là chúng mình đọc lại và soát lỗi. Nhưng mà bước đọc lại này là bước mà không phải là các bạn ngồi đọc lại toàn bộ bài viết của mình rồi xong rồi vừa đọc vừa thấy ui sao viết hay thế này à, trời ơi. Đồng ý không ạ? Xong rồi bắt đầu nghĩ về những điểm số thật cao nha. Mà bước đọc lại này là các bạn đọc một cách có chọn lọc cho chị. Chúng mình đọc những cái phần mà người ta sẽ tập trung nhiều nhất, đó là đọc lại phần mở và phần kết đầu tiên cho chị. Đồng ý không? Nhá. Còn 1 phút thì ưu tiên đọc lại phần mở bài và kết bài giúp cho chị. Ok chưa? Còn 2 phút thì đọc thêm cho chị những cái câu đầu tiên của luận điểm. Đồng ý chưa nào? Nhá. Đấy. Còn 2 phút thì đọc cho chị những câu, ngoài việc đọc mở bài kết bài thì đọc thêm cho chị những câu đầu tiên của luận điểm, những câu đầu tiên của đoạn văn ấy, bởi vì đó là những câu mà rất dễ thấy, nếu như có sai chính tả hay có sai cái gì ở trong những câu đấy là thấy luôn. Đồng ý không? Nhá. Và nếu như mà còn 3 đến 5 phút nữa ấy, thì đọc thêm cho chị ở những cái vị trí bên trong đoạn văn, ở giữa đoạn văn. Đó, đồng ý không? Đấy, nhá. Nếu như mà còn nhiều thời gian hơn thì chúng mình đọc cả bài. Còn nếu như ít thời gian ý, thì ưu tiên đọc những phần dễ thấy nhất trước, để nếu như có lỗi gì thì ta còn sửa luôn, ta còn sửa kịp thời. Đồng ý không? Nhá. Đấy, đây là cái trình tự để chúng mình đọc từ những cái phần mà dễ thấy nhất cho đến những cái phần mà có thể dễ khó thấy nhất. Hiểu ý chị không ạ? Nhá, đấy mới là tác dụng của việc đọc lại, chứ không phải là cứ làm xong đọc lại từ đầu, nghiền ngẫm từng câu một xem mình viết đã hay như thế nào, xem là đây 45 phút này mình đã tỏa sáng như thế nào. Cũng không có thời gian để các bạn làm bước đó đâu nhá. Mà các em luôn luôn phải tỉnh táo và cẩn thận trong từng cái thao tác của mình khi mà đi thi. Đấy, và để có được sự cẩn thận đó, không phải là hàng ngày chúng mình lơ đãng, hàng ngày chúng mình lơ là rồi đi thi đột nhiên cẩn thận được đâu. Mà cái sự cẩn thận đó nó sẽ đến từ từng cái việc chuẩn bị hàng ngày của các em nha. Nên là các em cũng hãy thử tính thời gian cho từng cái bài nghị luận xã hội mình luyện tập đi. Rồi, xem là cái quỹ thời gian để mình đọc lại này, mình có đủ tỉnh táo nhớ lại lời chị đã từng nói là à, đọc mở bài kết bài trước đi, xong rồi đọc những câu đầu tiên của các đoạn văn của các luận điểm đi. Đấy, còn nếu còn thời gian nữa thì đọc lượt lại cả bài một lượt. Đồng ý chưa nào? Đồng hành cùng khóa học văn của học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.